Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Đây là cặp tỳ hưu thạch anh hồng, mỗi con có kích thước dài 15, rộng 5, cao 12 cm, khối lượng 1,1 kg. Cặp tỳ hưu được tạc từ đá thạch anh hồng tự nhiên nguyên khối, chạm trổ tỉ mỉ sắc nét, khắc họa hình dáng tỳ hưu vô cùng uy dũng. Theo truyền thuyết thì tỳ hưu là con vật có miệng rộng, mông to, rất thích ăn vàng bạc và châu báu. Tuy nhiên tỳ hưu không có hậu môn nên tất cả vàng bạc đều bị giữ lại. Chính nhờ đặc điểm này tỳ hưu được xem như linh vật dùng để chiêu tài và giữ tiền trong kinh doanh. Ngoài ra, tỳ hưu chuyên hút tinh huyết của yêu ma nên còn có tác dụng hộ mệnh, trừ tà. Tỳ hưu được tạc từ đá thạch anh hồng tự nhiên có năng lượng mạnh, giúp cho gia chủ cản đi các dòng từ trường xấu, thu hút vận khí tốt. Đá thạch anh hồng còn giúp gia tăng mối nhân duyên bán hàng. Tại các cửa hàng, quầy thu ngân mọi người nên đặt đá thạch anh hồng để giúp cho việc bán hàng thuận lợi, suôn sẻ hơn. Thạch anh hồng thuộc hành hỏa, nên tỳ hưu thạch anh hồng sẽ phụ trợ tốt cho chủ nhân mệnh hỏa, tương hợp và mệnh thổ, tương sinh. Đối với linh vật tỳ hưu, chúng ta nên để trên bàn làm việc, phòng khách, bàn thờ thần tài, cửa hàng kinh doanh để chiêu tài lộc, để trong két sắt để giữ tiền. Để biết thêm thông tin về giá sản phẩm quý anh chị vui lòng truy cập link về website ngọc thạch thảo bên dưới phần mô tả